Chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu của ngành du lịch. Dịch bệnh COVID-19 tuy ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh, nhưng lại là một cơ hội lớn để du lịch Thừa Thiên Huế đưa vào ứng dụng các nền tảng số và du lịch thông minh. Từ các thiết bị kỹ thuật số công nghệ cao, cho đến quản lý số, kinh doanh số. Thừa Thiên Huế là một trong số ít tỉnh chuyển đổi số khá sớm và đồng bộ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong phát triển du lịch hiện nay là một trong những yếu tố sống còn, bắt buộc chính quyền, các điểm đến, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch phải tập trung thực hiện, vừa phù hợp với bối cảnh hiện tại, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tỉnh Thừa Thiên Huế đề ra các nhiệm vụ quan trọng để hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số, bao gồm phát triển chính quyền số, xây dựng xã hội số, phát triển kinh tế số trong các ngành lĩnh vực. Riêng lĩnh vực du lịch, Thừa Thiên Huế đã xây dựng và phát triển du lịch thông minh, tập trung vào hai khía cạnh, quản lý điều hành thông minh đối với chính quyền doanh nghiệp và trải nghiệm các tiện ích thông minh đối với du khách. Theo đó, tỉnh đã đẩy mạnh số hóa dữ liệu du lịch, nâng cấp hệ thống hạ tầng đồng bộ, cập nhật dữ liệu liên tục để làm nền tảng cho các ứng dụng thông minh. Hiện nay, hầu hết hành vi của du khách diễn ra trong môi trường số, từ đặt vé, đặt tour, mua dịch vụ cho đến hành vi đơn giản như chụp ảnh check-in tại các điểm đến. Điều này cho phép chúng ta thu thập các hành vi của du khách để phân tích trong điều kiện công nghệ hiện đại. Trước đây, khách hàng đến với thông tin, nhưng ngày nay, ngành du lịch Thừa Thiên Huế phải làm sao để thông tin từ tìm đến với du khách. Chính vì thế, việc thúc đẩy chuyển đổi số là rất quan trọng, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng như xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số ngành du lịch, phát triển các ứng dụng kết nối liên thông hệ thống thông tin quản lý từ trung ương đến cơ sở, phát triển các ứng dụng thông minh phục vụ khách du lịch, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tập huấn đội ngũ nhân lực du lịch tại các doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ số. Đây là nền tảng quan trọng để hướng đến hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh ở Thừa Thiên Huế. Cái chuyển đổi số là một cái việc bắt buộc phải làm, là cái việc làm càng sớm càng tốt, là cái cơ hội để có thể Huế thay đổi và du lịch Huế phát triển. Cái thứ hai nữa là cái việc kết hợp công tư tạo ra một cái nền tảng để cùng nhau phát triển là một cái nền tảng quan trọng. Thì cái việc mà chuyển đổi số ấy thì nó nói rất là ai cũng nói, nó nói rất là nhiều. Thì tuy nhiên là cái cách làm thì nó là khác nhau và cái khả năng thực hiện đó là vấn đề lớn. Thì hiện tại tôi nghĩ rằng một cái nền tảng cho ngành du lịch nó có thể kết nối toàn bộ các cái nhà cung cấp, các cái trải nghiệm với cái thị trường quan trọng, và trên đó thì người ta có thể bán hàng và tập trung vào làm cái thứ mà mình tốt nhất. Và thứ hai nữa là khách hàng sử dụng cái nền tảng đó và các khách hàng sử dụng các nền tảng kết nối với nền tảng đó đều có một trải nghiệm tốt hơn, và sau cùng trên một cái nền tảng đó chúng ta xây dựng những cái mô hình kinh doanh mới hoàn toàn. Thì đấy là cái cách mà chúng ta có thể chuyển đổi số cho ngành du lịch, và tôi tin rằng Huế sẽ đi trước và thực sự sẽ dẫn đầu trong cái cách tiếp cận với cái sự hỗ trợ, với cái sự hợp tác công tư mà hiện tại thì Huế đang đi đúng hướng. Đến nay, Thừa Thiên Huế đã hoàn thiện bộ chuẩn hóa nội dung số giới thiệu 35 điểm đến du lịch tiêu biểu của địa phương. Năm 2020, Sở Du lịch đã xây dựng hoàn chỉnh bộ thuyết minh các điểm đến trên địa bàn tỉnh và tiếp tục đẩy mạnh số hóa dữ liệu liên quan đến các chủ đề Huế kinh đô ảo dài, Huế kinh đô ẩm thực. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đã cung cấp dịch vụ hệ thống thuyết minh tự động với 12 ngôn ngữ khác nhau tại khu vực Hoàng Cung và các lăng tẩm. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tăng cường các dịch vụ trải nghiệm du lịch thông minh cho du khách, nhất là tại các điểm tham quan du lịch văn hóa. Với 7 di sản vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu được UNESCO công nhận, Thừa Thiên Huế là điểm đến có nguồn tài nguyên du lịch văn hóa đặc sắc để xây dựng các trải nghiệm thực tế ảo như chương trình đi tìm Hoàng Cung đã mất tại Đài Nội bằng công nghệ thực tế ảo VR360. Do ảnh hưởng bởi chiến tranh và thiên tai nên nhiều công trình kiến trúc thuộc khu di sản Hoàng Cung Huế bị hư hại nghiêm trọng, thậm chí có công trình đã bị san phẳng. Vì vậy, các chuyên gia đã scan toàn bộ các điểm di tích hiện có cùng cả công trình mô phỏng của di tích đã mất trong khu di sản Hoàng Cung Huế và phục dựng bằng công nghệ số, kết hợp với kính chuyên dùng để giúp người xem khám phá, trải nghiệm về một hoàng cung xưa một cách hoàn chỉnh. Em thấy cái này khá là hay, giúp cho em nhìn được tổng quan cả từ dưới cả từ trên xuống, thì nó có một cái nhìn tổng thể về toàn bộ khu Đại Nội. Tất nhiên là đi thì không thể nào em đi kỹ được như thế, với cả không đi hết được. Em thấy cái này là một trải nghiệm khá là thú vị. Bằng mắt thường thì mình thấy về thiên nhiên cây cảnh thì rõ, còn về cái 3D này thì mình sẽ thấy được cả cái cả khung cảnh từ ngày xưa nữa, cả những người lính này hoặc là vua thái hậu ấy,
Ở Việt Nam thì đây là lần đầu tiên em thử được cái phương pháp trải nghiệm kiểu này. Các nội dung VR sẽ tiếp tục được cập nhật phong phú, nâng cấp và bổ sung để phù hợp với công nghệ giải trí hiện đại của thế giới. Đi tìm Hoàng Cung đã mất là một dịch vụ giải trí công nghệ cao, được đánh giá là bước đột phá mới vào du lịch di sản theo hướng hiện đại hóa, bắt kịp với công nghệ 4.0. Qua đó nhằm thu hút du khách đến với Hoàng Cung Huế và tạo thêm điểm đến hấp dẫn trong hành trình tham quan di sản miền Trung. Hiện tại từ Cẩm Thanh thì nơi vua sinh sống thì đã bị phá hủy hoàn toàn rồi, bên ngoài sẽ phục dựng lại những cái cung điện đó và bằng cách bằng công nghệ 3D này thật rõ nét và chân thực nhất. Và cũng nhờ sự tư vấn của bên Sở Văn hóa thì và tài liệu của Sở Văn hóa giao thì chúng em làm gọi là như kỳ xưa một cách toàn vẹn nhất luôn ạ. Đối với khách hàng thì đây là một cái trải nghiệm mới, hoàn toàn mới nên cũng cảm thấy thú vị trong khi mà sử dụng cái dịch vụ này. Và cái dịch vụ này là mình sẽ được nét trước mình nên nó sẽ rất là hay. Mà mình đi ở ngoài thì không còn nữa, chứ bây giờ mình ngồi đây thì mình sẽ thấy rõ nét nhất những cái mà mình không được nhìn thấy thì mọi người sẽ rất là thích. Còn đây là hệ thống hỗ trợ du lịch thông minh ở làng cổ Phước Tích, dự kiến sẽ hoàn thiện và giới thiệu đến du khách vào cuối tháng 4 này. Du khách có thể tìm hiểu các nội dung và thông tin của 32 điểm đến trong làng cổ thông qua hệ thống thuyết minh tự động. Mỗi câu chuyện của mỗi điểm tham quan sẽ giúp du khách hình dung rõ hơn vẻ đẹp kiến trúc cũng như tìm hiểu các giá trị văn hóa lịch sử của ngôi làng. Đặc biệt hơn, du khách có thể trải nghiệm một hình thức du lịch khác không kèm phần lý thú qua công nghệ QR360. Sau khi tham quan trải nghiệm không gian thanh bình êm ả của ngôi làng cổ, du khách sẽ cảm nhận sâu hơn, toàn diện hơn với công nghệ thực tế ảo này. Việc đưa công nghệ số vào một điểm du lịch giàu văn hóa và bản sắc như Phước Tích là một nỗ lực lớn của các ban ngành ở tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm tăng sự hấp dẫn và tương tác với du khách ở từng điểm tham quan. Ngoài ra, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế còn tăng cường quảng bá trực tuyến, xây dựng hệ thống đồng bộ, có các tiện ích thông minh để kịp thời cung cấp thông tin cho du khách. Xây dựng cổng thông tin du lịch visithue.vn và triển khai ứng dụng app du lịch trên hai nền tảng iOS và Android để cung cấp thông tin cho du khách. Việc quảng bá hình ảnh điểm đến và tương tác tự động với du khách trực tuyến cũng được đẩy mạnh qua hệ thống tài khoản có tích xanh Visit Huế trên mạng xã hội như Fanpage Visit Huế, TikTok Visit Huế, Zalo. Fanpage của Visit Huế hiện có lượt view và tương tác rất cao và là một trong những fanpage chuyên về du lịch có tốc độ phát triển và tăng view nhanh. Trên trang này liên tục cập nhật các video và hình ảnh về du lịch Huế có chất lượng cao, được đầu tư kỹ lưỡng, rất thu hút người xem. Hiện tại, ngành du lịch Thừa Thiên Huế đang tiếp tục triển khai xây dựng cả kênh YouTube, Instagram, Twitter Visit Huế để toàn diện hóa trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Cùng với các tiện ích trên, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai phần mềm quản lý ngành du lịch thống nhất, liên thông dữ liệu với các ngành liên quan, đẩy mạnh hỗ trợ du khách trực tuyến. Thông qua sự hợp tác với Viettel, một phần mềm quản lý khách và cơ sở lưu trú đã được hoàn thiện để liên thông dữ liệu. Phần mềm này cho phép quản lý đơn giản nhưng hiệu quả và chặt chẽ hơn rất nhiều so với trước đây, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh vẫn đang còn phức tạp. Trong thời gian tới, Thừa Thiên Huế sẽ tiến hành xây dựng 7 kiosk du lịch thông minh, tự động hoàn toàn ở các điểm du lịch để cung cấp thông tin về điểm đến. Đẩy mạnh triển khai các dự án trải nghiệm thông minh khác như thẻ du lịch thông minh, hệ thống xe đạp thông minh, xây dựng bảo tàng số. Hoàn thiện gian hàng quảng bá ảo của tỉnh Thừa Thiên Huế, chia sẻ không gian với Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp dịch vụ du lịch, kết nối gian hàng với các forum quảng bá thực tế ảo của thế giới. Thank you.
nhiệm vụ mà